KBT 2022-2025 sẽ trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối CCTV, IT công nghệ tại thị trường Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ đạt mức doanh số xấp xỉ 100 triệu đô một năm trong thời gian tới. Chiến lược để đạt được mục tiêu này sẽ gồm 3 điểm chính. Điểm thứ nhất là KBT sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu KB Vision. Đây là thương hiệu có độ nhận diện rộng rãi tại thị trường Việt Nam, kênh phân phối và độ phủ lớn, và là thương hiệu duy nhất trên thị trường có xuất xứ thương hiệu từ Mỹ nhưng có sản phẩm với giá cả cạnh tranh, mẫu mã đa dạng và được đông đảo thị trường yêu mến. Với độ phủ về kênh phân phối của KBT tại 63 tỉnh thành, chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững thị phần và đạt mục tiêu tăng trưởng 20-25% một năm cho thương hiệu KB Vision trong thời gian tới. Thứ hai, KBT sẽ tăng cường sự hợp tác với các thương hiệu như Tahoa, IMO và Seagate. Đây là những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới với cái độ nhận diện thương hiệu cao, chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng và được đông đảo thị trường ưa chuộng. Với thế mạnh về vốn và kinh nghiệm, KBT tin tưởng chúng tôi sẽ sớm trở thành nhà phân phối hàng đầu của 3 thương hiệu này tại thị trường Việt Nam. Điểm thứ ba là KBT tiếp tục phát triển năng lực quản trị, tăng cường đội ngũ để có thể mở rộng phát triển ra thêm nhiều lĩnh vực mới, nhiều thương hiệu mới trong lĩnh vực công nghệ để sớm đạt được tầm nhìn mục tiêu là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối CCTV, IT công nghệ tại thị trường trong thời gian 2022-2025. Xin cảm ơn. KBT là một đối tác có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường CCTV với kênh phân phối rất là rộng lớn. Chúng tôi mong muốn với sự hợp tác lần này, KBT sẽ giúp cho IMO phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở thị trường CCTV tại Việt Nam. Lời đầu tiên xin cảm ơn công ty KBT đã có một tổ chức một buổi hội nghị rất chi là thân mật hoàn tráng dành cho anh em CCTV miền Trung và miền Nam có dịp để mà tụ họp, gặp gỡ và giao lưu lẫn nhau trong ngày hôm nay. Chuyên nghiệp các sản phẩm về thương hiệu về CCTV cũng như là hiện tại là bên KBT cũng đã phân phối những sản phẩm như ổ cứng và thẻ nhớ và những sản phẩm tiếp theo như KBT cũng hướng tới đó là một cái công ty chuyên về phân phối tất cả các sản phẩm về CCTV. Mình cũng rất là vui khi hợp tác với KBT, cũng rất là mong là sự hợp tác này sẽ đi đến nhiều thành công và phát triển cho hai công ty. Mình xin cảm ơn. This is a very successful event. And thank you so much for seeing so many valued partners for gathering here. Thank you for supporting Dawa. Thank you for supporting KBT. Thank you.